Rồi chào các bạn đến với chương trình giải mã những hồ sơ mật nha các bạn. Hôm nay Diệu Nguyễn tiếp tục trình bày với các bạn cái hồ sơ về Israel Do Thái và những nước lân bang. Video trước là Diệu Nguyễn đã trình bày với các bạn là những cái cuộc drama gọi là đánh lộn đầu tiên giữa Do Thái và Ả Rập. Không, vào năm 1948-49 thì te tùng khói lửa luôn bạn, te tua tơi tả tan tành luôn. Phe Do Thái ăn hết. Dạ, đó là vậy. Lịch sử nghiêng về người Do Thái và người Ả Rập lần đầu tiên chịu những thất bại đau đớn trong đời, dẫn đến cuộc di cư ồ ạt và hàng loạt mà không một tan dính túi luôn. Thì sau khi giành được chiến thắng vẻ vang đó thì người Do Thái người ta bắt đầu ta xây dựng đất nước bạn. Xây dựng đất nước. Tại vì sao họ phải xây dựng đất nước? Tại vì xung quanh họ toàn là những kẻ thù gọi là cốt lõi luôn, kẻ thù truyền kiếp, kẻ thù ngàn đời. Vậy theo các bạn, ai sẽ là kẻ thù truyền kiếp của người Israel hay nói chung là người Do Thái? Theo các bạn hiểu nha. Thì cái công cuộc mà gọi là xây dựng đất nước Do Thái ở những buổi đầu lập quốc đó, nó cũng nhiêu khê đó các bạn. Nó cũng te tua, nó cũng tà na trong đó đó. Nó đại loại nó không có đơn giản đâu, mà nó không đạt được cái sự thống nhất toàn bộ nha các bạn. Ở trong đó là phe phái một nùi. Phe phái một nùi, các bạn biết vậy đi. Đúng không? Zion nó chỉ là một phe trong đó thôi. Rồi. Thì các bạn ngạc nhiên, các bạn hỏi ủa gì ơi, video trước anh nói sao mà gọi là ABCD mà ví dụ gì tự nhiên Liên Xô ủng hộ người Do Thái kỳ, anh em nghiệm không hiểu chỗ này anh. Thì bạn không hiểu đúng rồi, lịch sử nó có những giai đoạn mà, phải không? Nó có những cái giai đoạn. Thì cái giai đoạn đó nó làm vậy. Tại sao nó làm vậy? Tại vì người Do Thái có ở Nga đó mà, người Do Thái có ở Liên Xô thời bây giờ nhiều, phải không? Tình cảm nó còn dạt dào chút đỉnh, và đặc biệt Liên Xô muốn ảnh hưởng ở Trung Đông. Cái chuyện này bạn nghĩ có không? Đất nước nào bự người ta cũng muốn ảnh hưởng đó. Nên cái chuyện mà bây giờ Liên Xô phải muốn ảnh hưởng ở Trung Đông, mà ảnh hưởng Trung Đông thì bây giờ Do Thái theo phe Liên Xô, đúng không? Thì là một chiến thắng có lợi cho người Liên Xô, thì bây giờ chắc phải ủng hộ rồi. Đó, ủng hộ rồi bạn, nhưng mà mối tình nó có dài lâu không thì không biết nha. Thì quay lại cái vấn đề những cái công cuộc lập quốc người Do Thái thành lập ra này nọ kia, nói chung thành lập ra cái quốc hội Do Thái, cái quốc hội Israel ban đầu đó, tùm lum đó. Người nhiều ghế chia rồi tùm lum la tà đe trong đó, bạn cũng quan tâm. Thì bạn chưa không biết là cái ông thủ tướng đầu tiên là cụ Ben Gurion á, chắc chắn cụ phải làm thủ tướng nhiệm kỳ đầu, làm thủ tướng nhiệm kỳ đầu rồi. Thì hết nhiệm kỳ đầu á, xong rồi phe phái trọng đấu đá quá, cự lộn tối ngày, cụ nhức đầu quá, cụ retire men. Cụ retire cũng chơi nữa, xong rồi ông nội khác lên. Ông nội này tên khó nhớ và cũng chả cần phải nhớ. Thấy không? Cũng chả cần phải nhớ đâu bạn. Đó. Thì khi mà ông nội này lên đó, nó có những cái gọi là biến cố tiếp. Nó có những cái biến cố tiếp bạn. Lúc này là tình cảm Liên Xô với Do Thái rạn nứt rồi. Thấy kêu hoài Do Thái không về. Đại loại Do Thái đó chơi tùm lum đó mà. Do Thái đâu theo ai đâu, Do Thái chơi tùm lum la đó. Đó. Xong rồi cái đó cái nhất, cái thứ hai nữa là bất đồng quan điểm trong vấn đề nhận định về người Do Thái. Đối với quan điểm của nước Israel đó thì người Do Thái, tất cả các nơi trên thế giới đều phải là người Do Thái. Và họ phải được vừa là người Do Thái mà vừa là người nước sở tại, ở đâu cũng phải được tôn trọng hết đó, đàng hoàng rõ ràng. Nhưng mà cái quan điểm đó thì nó không đúng bên Liên Xô. Liên Xô thì lúc đó thấy vấn đề không ổn. Ví dụ như người Do Thái ở bên Liên Xô thì đã chỉ là người Do Thái gốc Do Thái thôi, nhưng mà là người Liên Xô, là công dân của Liên Xô, phải đóng góp cho sự phát triển của Liên Xô, chứ đâu thể nào mà nhớ về mẫu quốc ABC gửi kiều hối đụng vậy, và cũng không thể nào mà gọi là miền đất hứa là cái gì đó. Nên bất đồng quan điểm chỗ này nên gọi là giữa Do Thái với Liên Xô hụt hạt. Và giờ nằm trong cái bàn cờ của những nước lớn dùng đó là gì? Anh, Pháp, Mỹ, Liên Quốc, Hữu Liên là ngẫm lại Hữu Liên giờ chuyển thành Liên Quốc rồi nha các bạn. Thì là nó tóm lại đang nằm trong cái drama cũng chiến tranh lạnh nữa đó. Thấy không? Một cái quốc gia mà nhỏ nhỏ mà nằm giữa cái chiến tranh lạnh nó thời buổi bây giờ nó khó ở lắm bạn, nó khó ở lắm, hiểu không? Nó khó ở lắm. Vấn đề Triều Tiên, Hàn Quốc cũng từ đó mà ra đó. Thế giới nó có nhiều cái lắm, phải không? Triều Tiên, Hàn Quốc đồ này nọ kia, rồi xong rồi vấn đề Trung Quốc, rồi vấn đề Israel bây giờ. Thì Israel muốn tới chỉ là tới chỉ là tới thôi. Ai cho tiền tới nhiều tao lấy, cho đồ tao lụm luôn. Nhưng mà kêu chơi với bạn này bỏ bạn kia thì tới từ từ. Nên cái vấn đề là lúc đó là Liên Xô dần chuyển qua ủng hộ Ả Rập nha bạn. Nó có sự chuyển biến đó. Và tại sao lúc giai đoạn đầu mà Liên Xô ủng hộ Do Thái, nó còn lý do nữa, nó vô thế bạn, vô thế vậy nè. Tức là giai đoạn hồi xưa, giai đoạn mà chiến tranh thế giới thứ hai á, thì anh ủng hộ Ả Rập, tôi nói bằng rồi, anh ủng hộ Ả Rập. Mà anh thì anh là gì? Là đối ngược với Liên Xô. Thì bây giờ anh đã ủng hộ Ả Rập thì bên đây phải ủng hộ cái khác. Để chi? Để cho nó cân bằng lực lượng, nó nâng tầm ảnh hưởng lên. Nói vòng vòng là như vậy. Rồi ông Mỹ lúc này cũng chọt. Ông Mỹ không có nguy cơ là ông đá trên cơm người ta mà. Thường thường học lịch sử bạn nghiên cứu bạn thấy ông Mỹ thường thường là ông sẽ đá trên cơm người ta. Thì cái hành vi mà đá trên cơm người ta thì nghe nó đẻo giả thì đúng không? Nhưng mà cuộc sống là như vậy mà.
cuộc sống đối với quốc tế nha, tức là cái quan hệ giữa nước A, nước B, nước C, nước D á, hay nói chung á, làm phó là tịch là nó phải là như vậy nữa. Chứ ngày trước chén cơm của Trung Đông á là ai ăn? Ông anh ăn, đúng không? Ông anh ở đó ông ăn, ở châu Phi ai ăn? Ông Pháp ăn, đúng không? Xong rồi cái Mỹ nói thôi tụi bây giờ yếu rồi, ăn gì ra không còn, nghe hoài thôi để tới. Nên lúc này á là ông Mỹ ổng tràn vô, ổng ủng hộ, gọi là ổng me me thôi, ổng chưa làm ghê, nói chung là chưa lộ lắm thôi nè. Ổng mới có ủng hộ gọi là Ai Cập, ủng hộ Ai Cập, mà ủng hộ Ai Cập mà chơi cái đòn mà thốn đạn, chơi cái đòn mà đá Pháp này, cái kinh đạo Suez ai đào đó, Pháp đào, đúng không? Giờ cái nói chung là ông này ở giữa, ông nói giờ Ai Cập thấy mày cũng đẹp á, có Leo Bắc Tra này nó cũng ngon á, được để mình qua mình chiêm ngưỡng bạn nghe đó, rồi mình cấp lại bạn sổ đỏ của Kim Tự Tháp đường rồi, được rồi, xong niêm ok cho bạn lắp đập thủy điện thoải mái luôn, muốn đào 100 kinh đào được trả sao. Giờ mình sẽ áp lực Pháp để cho thằng Pháp nó nhả kinh ra cho bạn nghe, kinh đào Suez. Nhưng mà bạn theo mình nha, bạn tốt rồi đi, bạn đừng có như xưa nữa, bạn đừng viết sai tả nữa nha, bạn đừng trẻ trâu trên mạng nữa, bạn đàng hoàng đi, mình chơi bạn đó. Lúc này là mới điêu thôi, chưa biết là Ai Cập có theo không theo, cái đó khoan bàn là cái tình báo Mossad đó. Bạn nghe tình báo CIA biết gọi gì đúng không? Còn bên Israel nó có tình báo Mossad, nghe mọt, lấy điện tính biết được thông tin là Mỹ đi đêm. Nhưng mà không lẽ giờ nhỏ xíu tao đập Mỹ đâu được, đúng không? Nên lúc này là Israel ngồi đó tương kế tụ kế, lấy kế trung sách, hạ sách và cao sách. Mẹ cao sách giờ nhỏ quá không có cao, trung sách thì không lẽ giờ nói Mỹ là tao nghe lén mà tao biết. Thôi giờ mày về vậy đi, mày đừng, mày ủng hộ tao nè, đồ các kiểu đồ. Nó cũng khó lắm bạn. Mỹ ủng hộ Israel thì cũng ủng hộ, nhưng mà Mỹ cũng cần cái gọi là cái mối quan hệ ở Trung Đông, cần cái địa thế đó, đó, cần những cái vấn đề đó để sau này đưa tàu hàng không mẫu hạm chua kênh đào Suez đồ các kiểu. Ví dụ vậy, cái chuyện hàng không mẫu hạm chua kênh đào Suez biết được không? Tôi để tao chém lên ba, chém cho vui thôi. Đó. Rồi xong rồi đưa hạm đội vô rồi là Vịnh Ba Tư rồi các kiểu, thì phải để làm được chuyện đó thì phải chơi với ông Ả Rập, mà đặc biệt là ông Ai Cập là ông đầu tiên. Thì lúc này á, tình báo Mossad nó ngồi tính má thế khó ta, giờ nó không chọc mình cho ông qua quýnh nó kỳ chứ, cây mái cặp rồi. Lúc này á là bên Israel nghĩ ra một cái kế, à có rồi, cụ Tôn Vũ đã nhắc ta. Kế gì các bạn biết không? Ném đá vũ tài các bạn. Còn dịch qua mà gọi là binh pháp của phương Tây là cờ giả. Bạn phải biết cái kế cờ giả này mới được. Nghe nó rất là hay bạn. Kế cờ giả là gì? Tạm dịch, kế cờ giả là một cái tên dịch khác của kế ném đá vũ tài. Tao làm tao đổ thừa cho ông khác. Đó. Thì lúc này á, một cái kế hoạch mật nó được ra đời, mà ngày hôm nay á, mấy bạn trẻ trâu xài rất nhiều luôn. Nghe nó liên tưởng ghê chưa? Kế hoạch này có tên là Suhana. Suhana. Thì bây giờ mấy bạn trẻ vẫn đọc cái Suhana, đọc nó lẹo lẹo kỳ quá, na nhiều quá, không thích. Chuyển qua Sukana. Sukana là gì? Tức là bạn gặp cái gì đó bạn không như ý, đúng không? Bạn xui hay là bạn, nói chung là bữa nay hẹn con ghệ mà nó đèn rõ, ví dụ vậy. Thì bạn về hôm nay đi chơi mà Sukana quá, hoặc là bạn đi tập tạ bị tạ đè, ôi hôm nay tập tạ su cà na quá, thì su cà na nó là đại diện cho một cái gì đó, cái kế hoạch mình plan ra mà nó bị fail, nó thất bại, thì bạn trẻ gọi là su cà na. Nhưng mà cái từ gốc nó là Suhana. Suhana đó, nhớ nha. Thì cái kế hoạch này á, mà được cái giới mà gọi là nghiên cứu á, người ta tin chắc rằng là cái ông bộ trưởng bộ phòng của Israel thời điểm bây giờ ông điều hành, người ta tin thôi nha, nhưng mà thực tế là tao không chối. Nói chung nó tự lấy đó nè, cái này là đường tà đạo nha bạn. Ông đó có tên là Levin. Và cái sự kiện này gọi là sự kiện gọi là vụ Levin, một cái bê bối của nước Israel, và cũng là một trong lần ít ỏi mà người Do Thái thất bại. Thất bại, mình nói sự thành công của Do Thái phải nói luôn cái thất bại của Do Thái nữa. Thì bạn nghe Do Thái thất bại bạn thấy kỳ đúng không? Do Thái thông minh quá sao thất bại? Xui thôi. Nó có những cái nó xui đó mà, chút kể cho nghe nó xui. Vậy thì kế hoạch này làm gì? Cái kế hoạch này á là lúc này lực lượng Mossad gọi là đi tuyển dụng, phải không? Tuyển dụng những người nằm ở bên Ai Cập mà yêu cờ Do Thái.
tuyển dụng những người Ai Cập mà yêu cờ Do Thái, hay nói khác là người Do Thái, ôi xin lỗi, người Ai Cập mà gốc Do Thái đó, để làm cái nhiệm vụ gọi là phá rối, để cho loạn cái nước Ai Cập lên, để cho phương Tây người ta nhìn thấy Ai Cập nó sửa đổi thôi, nhưng mà nó còn hổn lắm, ví dụ vậy. Nó còn quậy lắm, nó kỳ cục lắm, nó rồi bắt bớ vô tội đồ này nọ, nó xử nó còn tòa án đâu các kiểu đó. Nói chung là bôi nhọ Ai Cập, bạn hiểu vậy đi, thì nghe nó tà tà hay bạn ha, chứ bôi nhọ nước ta kỹ bá. Nhưng mà lúc này á, là người Do Thái là cũng có con thêm Tàu nữa, thấm nhuần câu nói của Tào Tháo: sống không vì mình, trời chu đất diệt. Nên gọi là mặc dù có tà nhưng mà không hại ai được rồi. Vậy theo bạn có hại ai không? Đó. Nhưng mà người Do Thái người ta có lý luận của mình, con chơi sao cũng được, đừng để đổ máu là ok. Đó. Đừng để đổ máu là ok. Vậy lúc này là gì? Chế bom, bom xăng Molotov nữa. Chế bom nhỏ nhỏ thôi, axit sàn sàn không à. Đó, bom không ghê, bom nổ đùng chơi vậy đó. Đó. Thì vậy nổ ở đâu? Canh đầu thằng Mỹ mà nổ. Dương Anh nữa. Để làm chi? Canh đầu hang đó nổ để cho thế giới người ta tưởng rằng Ai Cập làm, hoặc là hội anh em Hồi giáo làm. Nó có hội anh em Hồi giáo đâu bạn. Đó, hội anh em Hồi giáo làm để gọi là giống như là ném đá vô tài thôi. Đó, gấp lửa bỏ tay người dạng vậy. Đó. Kế hoạch nghe nó cũng hoàn hảo mà nó không có đạo đức nữa bạn. Đạo đức ở chỗ là chơi xong được đừng để đổ máu. Hư hao cơ sở và hạ tầng chút đỉnh tạo tiếng vang thôi. Ok. Nghe được mật lệnh này, không biết tiền lương nhiêu thì không biết. Đó là những người Ai Cập mà yêu cờ Do Thái sẵn sàng tình nguyện. 11 ông chia làm các hướng, tập trung đem bom cất vô vali. Đó, đi đem bom cất vô vali này nọ kia để bỏ trong những cái gọi là nhà văn phòng, ví dụ như là nhà sách hay là thư viện, nói chung là mấy cái chỗ mà của Mỹ với của Anh. Đó, tập trung hai điểm đó. Xong rồi cũng có nổ vài vụ thành công. Nhưng mà lúc này á là xui bạn. Xui một cái á là đi bốn ông mà bốn ông này là sĩ quan của Ai Cập chứ không phải dân thường. Rồi có ông kia mới xui nè, đáng lẽ là mọi chuyện thành công rồi bạn, nhưng mà tự nhiên có ông kia, ông bị bể, ông đi dọc đường á, ông biết cái vali của ông ma sát làm sao đó bạn, tự nhiên tới bom nổ dọc đường luôn, nó chưa đặt tới điểm đích, ông sợ ông chạy, lúc đó là bị police của Ai Cập rượt chạy quá trời đất luôn, rượt về tới nhà, xong rồi khám xét tài liệu, tan chứng tất cả thứ luôn, mà thằng cha nó chơi lầy, thua là tại cha đó đó. Ủa thằng chả chơi mà thằng chả, cái group thằng chả chưa xóa. Cái group thằng chả 11 ông group kín đó, ngồi chat với nhau, ông chưa xóa cái group đó. Nó nổi tới một ông kia luôn. Rồi một ông kia hả, bị bắt hết 11 ông luôn các bạn. Đó. Rồi sau khi bắt á thì cũng xử án, tuyên án, đánh đập các kiểu ABC. Lúc này nó chia làm hai luồng dư luận tiếp. Bên Ai Cập thì nói tao sự đúng luật, và sự đúng luật thì tụi nó ngoan lắm, nó khai hết rồi, tụi nó tự nguyện tuyên án thôi à. Tuyên án là hai án tử, hai án tha trắng. Rồi là nhiêu ông rồi, hai ông, hai án tử, hai ông tha trắng là bốn ông, hình như còn bảy ông đó. Bảy ông, có hai ông tự tử trong ngục luôn, có bảy ông, hai ông tự tử trong ngục, vậy là còn năm ông đó ở tù từ 7 năm cho tới chung thân đó. Rồi xong, bên phía eo á thì tao la quá trời đất luôn, ui cái này là phiên tòa kangaroo đồ này đâu kia, đánh đập giả mang ép cung các kiểu là điểu, chúng nó xuyên tạc mình đó, mình đâu có vậy đâu ABC. Thì cái này các bạn khỏi nói ai đúng hay sai, sự kiện nó là như vậy đúng không, rõ ràng cái hành vi làm của Do Thái nó tà khỏi bàn rồi. Nhưng mà người Do Thái người ta có thế, người ta làm đó để người ta đạt được mục đích của họ, đúng sai đây nguyễn bàn, mình chỉ nói cho bạn cái sự kiện làm cái vụ bê bối mà người Do Thái bị thua bạn. Cái này là vụ bê bối bị thua là thua cái gì nè. Bây giờ nó rối tờ lơ hết rồi. Bây giờ bên Do Thái có nhận không? Bên đó tao biết chi mô. Rồi tao đâu biết đâu nào, làm tao đâu biết đâu. Ông bộ trưởng phòng chối. Ông chối kinh luôn. Nhưng mà càng chối càng chết. Tức là ở trong nội bộ người Do Thái người ta tự điều tra nhau, người ta gọi là nhiều phe mà. Nó chọt đâu để im đâu bạn. Đó. Điều tra này nọ, xác minh làm rõ. Xong rồi cuối cùng á thì nó tè le hạt me, bạn nhớ cũng không có nổi đâu bạn. Cũng giảm án được mấy ông,
cũng giảm án được mấy ông này nọ kia. Xong rồi ráng cứu ông tử hình. Ráng cứu ông tử hình. Tử hình sao giờ gỡ ta, cứu ông đi chứ giờ kỳ quá. Nhưng mà Ai Cập nó không, không có cứu. Bây giờ bản án tao tính rồi, mày lụm tao 4 ông, tao trả mày lại 4 ông. Bạn nhớ cái vụ mà nãy 4 siêu quan đi không? Đặt kiểu gì, đặt bom cái gì 4 siêu quan đi luôn. Đó, thì bây giờ là trả 4 ông. Tại sao 4 ông? 2 ông tử hình với 2 ông tự sát là 4 ông. Rồi còn mấy ông từ 7 năm tới trung thân thì cũng có giảm chút đỉnh thì cũng có thả. Thả sau này người ta giết hồi ký rồi tụi lum mỗi ông giết hồi ký một kiểu. Rồi từ những cái hồi ký đó và từ những cái chứng cứ sau này thì người ta mới lật lại cái này, chứ thời điểm đó ai biết cái gì. Không, tức là cái thời điểm mà năm 1954 đó, cái thời điểm nãy giờ Duy Nguyễn kể là thời điểm năm 1954 là cái sự việc đó thế giới người ta chưa biết cái gì, và gọi là chỉ có Ai Cập người ta xử án nó vậy, và bên Do Thái người ta cũng gọi là nói chuyện theo kiểu của người ta là người ta bị hàm quan ABC đâu biết mấy người đâu, thằng nào kêu tao đâu có làm đâu đó. Tất cả những tổ chức Mossad rồi nó chối hết thì đâu biết đâu, chừng mấy chục năm, chừng mười mấy năm sau, năm 1956 mấy ông đó thả ra từ từ đó, thì khai này khai nọ, rồi những cái người mà người ta điều hành cái đó đó, rồi người ta khai này khai nọ biết, xong rồi cuối cùng nó ra một cái gọi là tin đồn, không biết có thiệt không có thiệt, là Do Thái nuôi ông Tay Áo. Tức là để mà điều hành 7 người, 11 người này á, để điều hành 11 người này á, thì phải có người đội trưởng, người ta quản lý người ta này nọ kia, người ta mới điều phối 11 người này, người ta làm nhiệm vụ. Thì cái ông đội trưởng này không biết bị Ai Cập mua hay sao á, hay là ổng phản cái kiểu gì đó, mà ổng báo tin cho Ai Cập biết, nên Ai Cập mới là bố rát mắt đẹp hết 11 người này. Chứ không làm gì có chuyện mà mắt không chạy được ông nào. Đó, cái đó không biết đúng hay sai. Cho dù đúng hay sai gì chăng nữa, thì đây là một sự kiện có thiệt. Bạn nhìn thấy góc độ nào cũng được cả. Đó, nhưng mà sự kiện này nó không thành công, người Do Thái người ta không thành công, người ta không đạt được mục đích là tạo cho phương Tây người ta nghi ngờ, người ta hoài nghi Do Thái và lộn xin lỗi bạn, hoài nghi Ai Cập, để cho từ đó chi? Từ đó là tạo ra một nước Ai Cập hỗn loạn. Mà nước Ai Cập hỗn loạn vậy thì Mỹ nó chán, đúng không? Mỹ nó chán nó không nhảy vô, và người Anh á cũng không bị áp lực và họ cũng không rút khỏi Ai Cập luôn. Họ phải đứng đó họ kiểm soát kinh đào. Nói chung là ông Do Thái ông tính khôn lắm chứ không phải giỡn đâu. Bạn đừng thấy tại sao ông làm chuyện đó. Tại vì nếu mà để cho Ai Cập á, kiểm soát kinh đào á, thì bạn nghĩ ông Israel đi qua được không? Bạn nên nhớ nha, Ai Cập là một trong những đế quốc dọn cỏ Israel từ ngày đầu chiến tranh Israel với Ai Cập hồi xưa lâu lắm rồi. Nên gọi là ở trong lòng người Do Thái thù người Ai Cập lắm, và trong lòng người Ai Cập người ta cũng chả ưa Do Thái. Tại sao? Tại vì người Ai Cập người ta phải có ấm ức của mình chứ. Ngày xưa tao là đế quốc rồi, pharaoh tao đại quyền lực như vậy nè. Chiến xa tao được tàn quân của mày chạy tới biển đỏ luôn, không nhờ Mô-sê quá phép rẽ nước làm hai. Cái đó Thiên Chúa quá nha bạn, chứ phải là Mô-sê, nhưng mà Mô-sê là thánh, Mô-sê là sứ giả của Thiên Chúa đó. Rẽ nước làm hai rồi mày ngủm của tỏi hết nguyên đoàn quân rồi. Giờ mày ngon tao nữa. Bây giờ trên quốc tế cái trường của mày ngon hơn anh. Rồi xong rồi cái cách mày kháng chiến sốc quá. Rồi thêm cái cách mày đưa người hồi hương sốc nữa. Cái chuyện đưa người hồi hương á là nó trải dài từ trước khi Israel lập quốc, đưa sau tôi kể bằng rồi, và sau khi Israel lập quốc cũng đưa thêm một lần nữa, nhưng mà nó Duy Nguyễn chưa kể cho các bạn. Duy Nguyễn sẽ dành để làm một video riêng đó. Và cái kế hoạch của người Do Thái thất bại, nên người Anh người ta vẫn phải chịu áp lực rút quân ra khỏi kinh đào Suez đó, và người Mỹ người ta vẫn favor người Ai Cập, nên sau này nó sẽ xảy tới một cái thứ hai là cái khủng hoảng kinh đào Suez đó. Còn bây giờ đó là cái thế trên thế giới của Do Thái lúc này nó bị yếu, và nói chung là cái kế mình đưa ra, mình làm cái cờ giả mà mình không đạt được cơ đồ là mình thua. Còn cái thua thứ hai nữa đó, nó làm cho cái nội bộ Do Thái bây giờ nó bét nhè luôn mà. Nội bộ Do Thái không hề ổn chút nào cả. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn ông thủ tướng đầu tiên, ông về hưu là Duy Nguyễn kể và bạn ngồi đó. Rồi mà cái thằng cha là Levin á, thằng cha Levin là cha bộ trưởng quốc phòng, nhưng mà thằng cha bị dính drama bê bối như vậy nên rất nhiều áp lực, không? Rất nhiều áp lực đè lên ông này. Ông này buộc phải từ chức. Ông này buộc phải từ chức, và người ta lấy tên ông này để đặt cho cái vụ bê bối này luôn. Người ta kêu là cái vụ Levin. Vậy thì cái ông này từ chức nó sẽ tạo ra cái bộ hỏng, đúng không? IDF không thể một ngày không chủ. Đó, đất nước không thể một ngày không vua, đúng không? Nên ông cụ Ben Gurion, ông phải ra một lần nữa các bạn. Ông ra một lần nữa, không? Ông ra một lần nữa, ông làm bộ trưởng quốc phòng tạm thời. Rồi xong rồi chưa kể đâu, nó chưa dừng lại đó. Ông bộ trưởng quốc phòng lính của ai? Không, ông bộ trưởng phòng lính của ông thủ tướng. Ông thủ tướng thứ hai đó. Đó, mà cái ông thủ tướng này cũng bị những cái phe khác ở trong quốc hội, và bị áp lực của người Do Thái này nọ, ông cũng đi luôn.
đi hai ghế không, đi luôn, đi luôn. Lúc này á thì cụ Ben Guzan á, cụ mới đứng ra, thôi mình đã tớ ra già rồi nhưng mà thôi, đất nước Lâm Nguy thất phu hữu trách, tớ ra tớ làm thêm lần nữa. Nên cái tên như Nguyễn nói là cái tên ông Do Thái đầu tiên là Ben Guzan, là một cái tên giống như là Father of Israel, cha đẻ của nước Israel vậy đó. Nó trải qua bao nhiêu thăng trầm, ông làm thủ tướng tới hai lần đó, ông làm thủ tướng tới hai lần các bạn. Nên nó tóm lại là cái giai đoạn mà Israel từ năm 1990 ô là 1950 cho tới năm 1954 là 4 năm này nó trải qua nhiều biến động lắm. Đánh lộn thì cũng có đánh lộn, thấy không? Nhưng mà thế giới nó có những cái đổi trục thì cái người Do Thái người ta phải thích nghi hoàn cảnh và ta tính tức trước cái nước cờ để cho đất nước người ta không bị đánh một lần nữa. Tại vì ta biết chắc chắn rằng trước sau gì thì Ả Rập chắc cũng làm thêm một lần nữa chứ thua cái trận vừa rồi chưa có phọt đâu. Mà rõ ràng cái điểm này cho tới ngày hôm nay thì người Do Thái đúng. Đúng không? Người Do Thái đúng. Nó nên gọi là cái chảo lửa ở Trung Đông á, nó chưa bao giờ nó tắt hết á, lúc nào nó phải cháy phòng hết, ông nào chọi diêm vô là quốc tiếp. Thì cái sự việc mà Gaza ngày hôm nay thì nó cũng là một trong những sự kiện của xung đột Israel và Ả Rập, nó kéo dài là 70 năm nay rồi đó. Và Duy Nguyễn nói cho bạn thêm một cái vùng đất nữa, nó trước khi khép video Duy Nguyễn tặng bạn một cái địa chính trị chỗ cái vùng đất nào, cái đặt bán đảo Sinai. Cái bản đảo Sinai á là cái chỗ đó của Ai Cập, thấy không? Nhưng mà giống như cái sân nhà của Israel vậy đó, Israel đi ra đi vô hoài đó. Thì bạn phải hình dung được nè, bây giờ nói cho bạn biết nè, cái bản đảo Sinai đã thành tam giác bự, khá bự đó. Nếu mà bự chắc cộng lại chắc nó bự mém hơn nước Israel luôn á. Thì bán đảo Sinai á, một đầu đó là cái kinh đào Suez nó cắt, đúng không? Kinh đào Suez nó chia Ai Cập ra làm hai, một bên đó là nước Ai Cập, một bên là thủ đô Cairo và một bên là bán đảo Sinai. Thì bán đảo Sinai nó giáp với Israel, nó giáp với cái sa mạc tên là sa mạc Negev đó, sa mạc Negev thì Nguyễn nói rồi đó. Thì sa mạc đó có quân Israel đóng quân đó, và một đầu nó giáp vào cái vịnh nữa, một cái vịnh nhỏ, mà cái vịnh nhỏ đó là cái đường đi ra biển đỏ đó. Nên gọi là người Do Thái á, người ta thèm khát, người ta chiếm cục đất đó, thế buộc chiếm rồi mà, thế buộc chiếm, giống Tào Tháo buộc phải chiếm Kinh Châu rồi đó. Không, nhưng mà chiếm đâu có được, đất của người ta sao không chiếm được. Nên sau những trận đánh thắng, Do Thái đều bị áp lực của quốc tế bắt rút. Nên cái vùng đất đó là Do Thái ra vô. Tôi nói thiệt với bạn biết nhiêu lần mà nói luôn. Và video tiếp theo Duy Nguyễn sẽ nói sâu hơn là về cái vùng đất đó cũng như những trận đánh tiếp theo của Do Thái. Còn video này Duy Nguyễn xin tạm khép lại, khẳng định cú thua đầu tiên của người Do Thái từ khi lập quốc, đúng không? Đây là sự kiện rõ ràng là người Do Thái thua, không có bàn cãi gì cả. Và người chiến thắng là người Ai Cập. Nhưng mà tất nhiên đây chỉ là một sự kiện nhỏ thôi, chứ nó không phải là trận đánh nha các bạn. Rồi chờ xíu, uống nước xong, uống hai đôi quay xong, rồi Duy Nguyễn sẽ qua video thứ hai nha các bạn.